Thưa quý vị, giá lợn hơi hôm nay 18 tháng 11 tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Miền Bắc hiện vẫn là khu vực có mức giao dịch thấp nhất, dao động trong khoảng 63 đến 67 nghìn đồng một kg. Tại khu vực miền Bắc, thị trường lợn hơi ghi nhận mức điều chỉnh giảm ở nhiều tỉnh thành trong hôm nay. Hai tỉnh Nam Định và Tuyên Quang giảm 2.000 đồng một kg, xuống còn 63 tới 65 nghìn đồng một kg. Còn tại Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nam và Vĩnh Phúc, giá cùng giảm 1.000 đồng 1 kg, về mốc 65.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá thu mua lợn hơi hiện ghi nhận phổ biến quanh mức 71 tới 72.000 đồng 1 kg, cùng giảm 2.000 đồng 1 kg. Giá tại Nghệ An là 65.000 đồng 1 kg, trong khi Hà Tĩnh và Bình Định giao dịch với giá từ 71 tới 72.000 đồng 1 kg. Tại Lâm Đồng, giá giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg, xuống còn 71.000 đồng 1 kg, ngang bằng với tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam. Thị trường lợn hơi miền Nam hiện đang là khu vực có giá thu mua dẫn đầu cả nước, với tất cả các tỉnh đều ghi nhận trên mức 70.000 đồng 1 kg. Tại Bình Dương, An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang, giá giảm 1.000 đồng 1 kg, xuống còn 71 tới 75.000 đồng 1 kg. Còn tại Bến Tre, lợn hơi được thu mua với giá 73.000 đồng 1 kg, giảm 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam được giao dịch trong khoảng 71 tới 75.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, giá lúa gạo ngày hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chững lại sau phiên tăng mạnh ngày hôm qua. Thị trường giao dịch trầm lắng, giá cà phê hôm nay đang ổn định khi mà thị trường thế giới có nhiều biến động. Sẽ là những thông tin tiếp theo trong chương trình. Tại An Giang, giá lúa Jasmine dao động ở mức 6.600 tới 6.700 đồng 1 kg. Lúa OM6976, 6.750 đồng 1 kg. Đài Thơm 8, 6.900 đồng 1 kg. Lúa IR504, 6.650 đồng 1 kg. OM5451, 6.500 đồng 1 kg. Lúa OM9577, 6.750 đồng 1 kg. OM9582, 6.700 đồng 1 kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo cũng có xu hướng đi ngang. Cụ thể, gạo nguyên liệu NLIR504 ổn định ở mức 9.850 đồng 1 kg. Gạo NLOM5451 ở mức 9.300 đồng 1 kg. Gạo OM18 ở mức 9.400 đồng 1 kg. Giá gạo thành phẩm xuất khẩu TPIR504 ở mức 11.200 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 33.500 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Mở Gà, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 34.000 đồng 1 kg. Tại huyện Ea Hờ Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 34.100 đồng 1 kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, Pleiku, La Grai, tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 34.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, cà phê được thu mua với mức 33.900 đồng 1 kg. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, nông dân nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc đã xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm. Trong đó, việc sản xuất rau vụ sớm cũng rất được chú trọng. Để tăng giá trị cho cây vụ đông hướng đến phát triển bền vững thì việc xuất khẩu rau vụ đông cũng đang được đẩy mạnh. Bằng chứng là ngay từ vụ đông sớm 2020, nhiều loại rau như là cải thảo, bắp cải đã được xuất khẩu sang thị trường Đài Loan. Ghi nhận tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, một trong những vựa rau vụ đông lớn của miền Bắc. Khoảng một tháng nữa, số rau cải thảo này của bà Thoảng sẽ được thu hoạch để xuất sang Đài Loan. Trước đó, cách đây khoảng 10 ngày, hơn 50 tấn rau cải thảo xuất khẩu đã được thu mua để xuất sang thị trường này. Với giá bao tiêu 5.500 đồng 1 kg, nếu thời tiết thuận lợi, bà Thoảng có thể thu được từ 200 đến 300 triệu đồng một hecta. Ở đây là làm là theo là có xuất khẩu nên là cứ yên tâm. Ta đã giá cả là có rồi thì mình cứ yên tâm mà làm sao là thu hoạch cũng thế, cũng không phải lo lắng gì. Với 20 hecta sản xuất rau vụ đông phục vụ xuất khẩu, vào cao điểm mỗi tháng doanh nghiệp này có thể xuất khẩu đến 500 tấn rau củ sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Hiện tại là xuất khẩu cải thảo, bắp cải và sắp tới là cà rốt. Theo các doanh nghiệp, để việc xuất khẩu thuận lợi thì việc tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng của các thị trường là rất quan trọng. Mỗi một nước họ có một cái nhu cầu nó khác nhau, mẫu mã khác nhau. Như Việt Nam mình thì ví dụ như bắp cải thì cái bắp cải nó chỉ khoảng cứ 1 kg đến 2 kg là dễ tiêu thụ. Nhưng nước ngoài thì họ lại không chấp nhận. Hoặc là những cái củ cà rốt thì nó phải thẳng, phải đều. Làm sao mà nó phải đem lại đúng cái kích thước và cái trọng lượng của cái củ cà rốt.
thì chúng ta mới xuất đi được. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thiên nhiên ưu đãi cho 31 tỉnh thành khu vực miền Bắc mùa đông lạnh. Đây là lợi thế để Việt Nam tận dụng để sản xuất cây vụ đông. Với mục tiêu sản xuất cây vụ đông năm 2020 đạt từ 430 đến 450.000 ha, tăng 20% so với năm 2019. Sản lượng phấn đấu đạt từ 4,6 đến 4,9 triệu tấn, tăng 15% so với năm 2019. Song song với việc tiêu thụ trong nước thì việc xuất khẩu cũng cần được chú trọng. Để tăng cái lượng xuất khẩu, tăng cái giá trị thì rõ ràng thì về phía phải có, thứ nhất là phải có liên kết giữa người sản xuất với các doanh nghiệp xuất khẩu. Cái thứ hai, các doanh nghiệp xuất khẩu song song với cái việc liên kết với người dân cần phải mở rộng thị trường, phát triển thị trường, mở rộng các thị trường, phát triển mở rộng thị trường và đặc biệt là tìm kiếm các thị trường mới. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung Quốc vừa trải qua một đợt mưa lũ lịch sử trăm năm có một, dự báo sẽ thiếu hụt một lượng rau màu thực phẩm lớn. Do đó, bên cạnh việc tìm kiếm thị trường mới, thì các doanh nghiệp cần tiếp tục tìm hiểu thị trường truyền thống này để có kế hoạch sản xuất phù hợp. Đây cũng là một trong những cơ sở để vụ đông năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trương tăng diện tích sản xuất lên khoảng 20%. Thưa quý vị, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong năm quốc gia xuất khẩu rau quả hàng đầu trên thế giới vào năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn năm 2021-2030 sẽ trình chính phủ trong quý 4 của năm 2020. Theo dự thảo đề án, đến năm 2030, Việt Nam sẽ phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt từ 8 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, rau quả chế biến đạt 30% trở lên, giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch mỗi năm là từ 1 đến 1,5%. Trên 70% cơ sở chế biến bảo quản rau quả xuất khẩu đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất tiên tiến. Công suất chế biến rau quả đạt 2 triệu tấn sản phẩm một năm. Như vậy, với những tham vọng mà đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 đưa ra, hầu hết các mục tiêu đều phải có sự bứt phá mạnh mẽ, tăng trưởng ít nhất gấp 2 lần so với hiện tại. Luận giải về mục tiêu phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 8 đến 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, phía Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho rằng mục tiêu 8 đến 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 tương đương đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân 8 đến 9% một năm, phù hợp tăng trưởng xuất khẩu chung của ngành nông nghiệp thời gian qua cũng như định hướng tăng trưởng trong thời gian tới. Tại trang trại này, anh Diệp đang thả nuôi hơn 2.000 con vịt bố mẹ và 20 đến 30.000 con vịt thương phẩm. Vịt trời là loại động vật hoang dã, vì vậy khu vực chăn thả được anh thiết kế theo hướng bán hoang dã, vịt được bơi lội thoải mái, giúp thịt chắc khỏe hơn. Bản thân con vịt trời ấy, nó chỉ đạt chất lượng khi nó được sống ở ngoài thiên nhiên. Đấy, nó được bay này, nó được vận động này, gần như là nó phải một ngày nó phải bay vài vòng, mà mỗi vòng của nó rơi khoảng độ tầm 5 đến 10 cây số, tức là cái chất lượng sống của nó về tự nhiên ấy, nó quyết định đến cái chất lượng thịt của con vịt. Rau xanh, bèo tây, lúa, ngô, đây chính là những nguyên liệu chính để tạo nên nguồn thức ăn cho đàn vịt. Tất cả giúp tạo nên chất lượng thịt vịt thương phẩm thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Chúng tôi muốn nó trở thành một cái quy trình khép kín thực sự và mình có thể kiểm soát được tối đa để bảo đảm được cái chất lượng, bảo đảm được cả những cái điều kiện khác dành cho người tiêu dùng. Đấy, và tôi cũng mong rằng là khi mình có thể là truyền tải trực tiếp đến những người tiêu dùng như thế thì tức là chúng ta đang tạo điều kiện cho rất nhiều người dân được cơ hội tiếp cận với lại cái nguồn thực phẩm sạch. Để đảm bảo đầu ra, anh Diệp đã xây dựng chuỗi nhà hàng riêng, mỗi tháng tiêu thụ từ 25 đến 30.000 con. Cũng nhờ mô hình sản xuất sạch từ trang trại đến bàn ăn mà giá vịt trời khi đến tay người tiêu dùng chỉ còn mức giá 250 đến 300.000 đồng một con. Tôi cũng đã là người đến tận nơi mà họ nuôi vịt trời và cũng rất ấn tượng với cái mô hình ở tại Ân Thi, Hưng Yên. Và những cái thứ mà ở trên bàn đây như từ quả chanh, từ quả ớt, từ những cái rau thơm đều được họ đưa từ trang trại lên tận đây. Tức là một cái mô hình nó khép kín. Thịt vịt trời có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như vịt hấp, vịt quay, vịt om sấu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt vịt trời chứa hàm lượng rất lớn protein, sắt, phốt pho, canxi, vitamin A, D, B1 nên rất tốt cho sức khỏe.
Theo đông y, thịt vịt trời có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về tim mạch và lao. Chính vì vậy, vài năm trở lại đây, thịt vịt trời cũng là một món ăn khoái khẩu của nhiều người.